Đây là những cái cây hương thảo được bó bằng cái nghệ thuật Kokedama, trồng theo kiểu trồng cây không chậu đây. Bạn sẽ nhìn thấy là cây hương thảo nó phát triển rất là ổn định. Những cây này đều được bó cách đây nhiều tháng rồi, 4-5 tháng rồi. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái rêu bắt đầu là rêu bắt đầu phát triển lại rồi. Thậm chí là trên đấy là có những cái hạt cây cỏ này, những cái thực vật khác cũng mọc lên trên cái quả cầu rêu này vì nó được để ngoài trời. À, chúng ta sẽ thấy là đây là một cái hệ sinh thái nhỏ bên trong, các cái sinh vật nó tương hỗ nhau. Các bạn có thể nhìn thấy nấm, nấm nó bắt đầu phát triển từ cái phần giá thể, nó có các cái bào tử nấm và nó đã phát triển, nó nhờ cái sự độ ẩm của rêu ấy giữ bên trong và nấm đã phát triển ra ngoài. Nấm này sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho cả cây chủ, cây hương thảo là cây chính ở đây, và cả cái rêu và thậm chí cả những cái thực vật khác như các cái loài cây cỏ và những cái loài sống ké nhờ vào cái quả cầu rêu này. Đấy. Và nấm nó phân hủy những cái xác thực vật chết để tạo ra chất dinh dưỡng cho các cái cây chính này. Và ngược lại thì rêu thì sẽ giúp cho nấm giữ được độ ẩm. Và cái hệ rễ của cái cây chính cũng sẽ giữ các cái giá thể và giữ lại độ ẩm, giữ lại nước đấy cho nấm phát triển để phân hủy. Đây, chúng nó là một cái thể tổng hòa. Bạn có thể nhìn thấy mỗi quả cây của cầu này là to lắm, to như quả dừa ấy. Đây, các bạn sẽ thấy và nó được để trên cái đĩa. Thì cái đĩa này có cái chức năng là giữ nước, vừa là giữ nước vừa là giúp cho cái quả cầu này nó không bị khô và nó liên tục cấp nước, liên tục cấp nước. Đây, thế bình thường thì chúng ta sẽ tưới nó đủ để tưới vào quả cầu. Đây, các bạn thấy tưới đến đâu là rêu hút luôn nước lên đấy, và chúng ta tưới đến khi nào mà nước nó ngập cái đĩa này. Ngập ở cái đĩa này thì cũng không sao. Ở đây các bạn nhìn thấy rễ nó phát triển, rễ hương thảo phát triển lòi ra ngoài này. Đây, cây hương thảo này nó có một cái đặc điểm là nó rất ưa ẩm nhưng mà nó rất sợ bị úng. Thế thì tại sao nước ở trong đĩa này lại không làm cho cái rễ cây hương thảo bị úng và thối? Là bởi vì là cái hệ nấm và hệ sinh vật ở đây nó cân bằng. Muốn cái nước ở đây nó bị úng và bị thối thì sinh vật ở trong này nó phải là những cái sinh vật gây hại, vi sinh vật gây hại nó làm thối rễ. Thế nhưng mà nhờ cái sự cân bằng giữa nấm này, rêu này và cái cây chính này, nó làm cho cái hệ sinh vật ở đây nó cân bằng, nó không cho những cái sinh vật khác, sinh vật có gây hại khác phát triển, nên nó không thể là gây thối và gây úng được. Thế chính vì thế nên cây hương thảo này nó rất là khỏe, tươi tốt và nó không hề bị thối rễ. Đấy là cái tính lợi hại của cái cách trồng này. Và còn một cái điều nữa là các bạn khi mà các bạn để lên cái đĩa như thế này ấy, thì là nước sẽ luôn luôn được hút lên, nước luôn luôn được hút lên, cấp độ ẩm cho cây, cấp cấp cái nguồn nước cho cây, cây nó không bị khô khô và héo. Chính vì thế nên là làm cho cây nó khỏe hơn. Và chúng ta có thể không tưới nhiều ngày, nếu mà nước nó ngập đến ngang cái mặt đĩa này, chúng ta có thể không tưới nhiều ngày và nó cứ thế nó hút lên được. Thế tất nhiên là khi nào mà nước nó bị sũng quá hoặc lâu ngày quá thì chúng ta có thể thay cái nước ở cái đĩa này đi, hoặc là chúng ta có thể bổ sung thêm nước vào. Các bạn nhìn thấy cây hương thảo phát triển rất là ổn định với cái cách trồng của Kedama này.